Chào Phi. Dạ, mến chào cô chú anh chị trên kênh ha. Hôm nay em có về 10 cây nguyệt quế, ý 10 cây mai chí thủy thành phẩm nha cô chú anh chị. Tàn ha. Thì địa chỉ của Khang là xã Thế Hội, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng, số điện thoại là 0373 89198 nha cô chú anh chị. À, đầu tiên thì mời cô chú anh chị giao lưu được cây số 1 ha, là cây mai chiếu thủy ha, thành phẩm ha. Người ta có chơi rồi nha cô chú anh chị, rồi em mua lại, người ta cũng có đánh chi rồi hết rồi. Dạ, cao khoảng 1m8 ha. Cái lô này lô B nha cô chú anh chị. Cao 1m8. Đây đi. 37 hoành ha cô chú anh chị. Rồi cây số 1 B1 giá 1,8 triệu nha cô chú anh chị. Khang bao ship 200 cây, 300 cây nha cô chú anh chị. Xuống nè. Dạ, cây số 2. Cao khoảng 2m nha cô chú anh chị. Cao khoảng 2m. Cây số 2 cũng là cây mai chiếu thủy da trắng lá lớn nha cô chú anh chị. Rồi cây này 36 hoành. Rồi cây B2. Dạ, cây số 2 giá 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Cây này cái tàn nó xấu ha. Rồi xuống luôn. Dạ, cây số 3. Cây này cao 2m5 nha cô chú anh chị. Ngang khoảng 1m3. Cao 2m, cao 2m5, ngang 1m3. Bốn mươi hoành. Ủa, cây này số mấy vậy? Số 7 mà chú. Rồi cây số 7 lộn rồi nghe cô chú. Cây này số 7. Rồi cây này, cây số 7 giá 2,8 triệu nha cô chú anh chị. Khăn bao ship 300 cây số xuống bên đó đi. Dạ, cây này mới là cây số 3 này cô chú anh chị. Cao khoảng 2m nha cô chú anh chị. Cao 2m. Cây số 3 cao 2m. Ngang khoảng 1m nha cô chú anh chị. Cây này nó già cây ha, xù xì hết nha cô chú anh chị. 33 hoành. Rồi cây số 3 giá 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Đó, giật già sao luôn nha. Dạ, tiếp theo là cây số 4. Cao khoảng 2m nha cô chú anh chị. Cây này nó có cái cục trên này quá bự. Ngang khoảng 1m3. Cái này tại nắng quá nắng cô chú anh chị, lá nó bị xuống một chút ha. Cái cây này nó dễ sống lắm. Ba mươi mốt hoành cô chú anh chị. Dạ, cây số 4 giá 2,5 triệu ha cô chú anh chị. Khang bao ship 300 cây số ha, mấy cây thành phẩm này, mấy cây tàn này ha. Còn cây phôi thì Khang ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Còn ở xa mình thương lượng nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị nào chốt nguyên lô á thì giá hữu nghị ha. Dạ, tiếp theo là cây số 6, cây số 5. Cây này tàn xấu ha, cái đế thì đẹp nha cô chú anh chị. Khoảng 2,5m nha cô chú anh chị. Cao. Cao khoảng 2,5m. Tất cả những cây tàn này Khang bao ship 300 cây nha cô chú anh chị. 27 hoành. Dạ, cây số 5 giá 1,7 triệu của chú anh chị ơi. Dạ, cây số 6. Hai cây đó đó. Ở cây này với hai cây đó. Dạ, cây số 6.
cao khoảng 2 mét nha cô chú anh chị. Hoành 26. 1,8 triệu nha cô chú anh chị. Ui dạ. Đậu. Cây số 6. 8. Rồi cây số 8. Dạ cây số 8. Cao 47. Chiêu thủy nha. Dạ chiêu thủy da trắng lá lớn nha cô chú anh chị. 30 hoành. 30 hoành nha cô chú anh chị. Rồi cây số 8. Giá 1,8 triệu nha cô chú anh chị. Trời hai người đi cho nó khỏe trời. Dạ cây số 9. Cái này là trung nu nha cô chú anh chị. Có hai bụi này nè. Cái này bụi nha cô chú anh chị, 124 chiều cao. Cái này lá nhỏ nha cô chú anh chị. Nguyên cụm này là 82. Rồi cái cụm này 800.000 nha cô chú anh chị. Nó không có đế đắm gì trơn nó vậy đó. Rồi 800.000 nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo là cái số 10, B10 nha cô chú anh chị, lô B ha. Chưa đó quả chiều cao nó đo hoành kệ đi. 100 ha cô chú anh chị, nguyên cái cụm này là 100. Nguyên cái cụm là 100 ha cô chú anh chị. 86 chiều cao. Rồi cây số 10. Giá cũng 800.000 luôn, hai bụi này đồng giá cô chú anh chị. Dạ tiếp theo là cây số 11. Cũng là cây mai chiếu thủy cô chú anh chị. Thôi nha. Dạ cao 60. Hoành 29. Rồi cây số 11. Giá 900.000 nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo là cây 12. Cây này nay đâm ra chọi ha, cây này gớt clip rồi nha cô chú anh chị. Dạ 26 chiều cao. Ừ. 35 hoành. Cây này trung nu hết cô chú anh chị. Rồi cây này 800.000 cô chú anh chị. Rồi tới phôi Nguyệt Quế nha cô chú anh chị. Mini. Dạ 32 chiều cao. Con này già lắm nha cô chú anh chị, 29 hoành. Rồi cây số 13 là cây phôi Nguyệt Quế. Bonsai lùng ha. Dạ 500.000. Rồi Nguyệt Quế tàn mini nha cô chú anh chị. Cao 100. Hoành 24. Cao 100, hoành 24, 600.000 của chú anh chị ơi. Hàng bao ship toàn quốc ha. Rồi cây số 15. Nguyệt Quế tàn ha, lá sắn bông chùm ha, số điện thoại của Khang là 0373389198 nha cô chú anh chị. Cao 1m1. Hoành đây được 27 nha cô chú anh chị. Rồi cây số 15 700.000 luôn cô chú anh chị. Sắp ngay thẳng hồi chụp hình luôn á. Dạ cây số 18, ý 16. Cao 1,5 m. Hoành được 28 nha cô chú anh chị.
Hoành 28, cây số 16, giá 700.000 nghe cô chú anh chị. Khang bao ship toàn quốc ha. Số điện thoại của Khang là 0373389198 nha cô chú anh chị. Rồi cây số 17. Cao 1m3. Cây số 17 cao 1m3. Hoành 26. Rồi 600.000 luôn ha cô chú anh chị, cho anh em nào mới tập chơi ha. Cô chú anh chị nào có sân rộng mua mấy cây rẻ rẻ này về trồng lấy bông thơm ha. Xuống. Dạ cây số 18. Cao 1m1. Cao 1m1. Hoành 21. Rồi 600.000 luôn cô chú anh chị. Rồi chết, mấy cây bự rồi Khang ơi, tiếp ổng đi. Dạ cây số 19. Một mét hai chiều cao. Hai mươi bốn hoành. Rồi cây số 19, giá 800.000 nghe cô chú anh chị. Dạ cây số 20. Một mét tư chiều cao. Ba mươi mốt hoành. Dạ 800.000 cho cây số 20 nha cô chú anh chị. Rồi chết luôn rồi đó. Dạ cây số 21. Cao 1m5. Cao 1m5. Hoành 32. Cao 1m5 hoành 32. Dạ 800.000 luôn nghe cô chú anh chị. Cây này nó bị khô chỗ này chút nha. Quên. Rồi 800.000 luôn. Dạ tiếp theo là cây số 22 là cây nhãn long nghe cô chú anh chị. Cây nhãn long dáng bài. Cao 98. Hoành 38. Rồi cây nhãn long này giá 1.000.000 ha, Khang bao ship toàn quốc. Dạ cây 23 cũng là cây nhãn long nha cô chú anh chị. Cao 60. Cao 60. Hoành 41. Cao 60 hoành 41. Dạ cây này 1.200.000. Rồi Khang bao ship toàn quốc luôn. Dạ cây 24. Cũng là cây nhãn long nha cô chú anh chị. Nay ra chồi nè chút. Đủ gọt rồi nè. Búp.
78 chiều cao. Bốn mươi ba hoành thân. Rồi 1,2 triệu luôn cho cây số 24. Cặp khế đó, lấy cặp khế. Cặp số cây số 25 là cây phát tài nha cô chú anh chị. Hai cây đó. Cây phát tài 57 chiều cao. Năm mươi hai hoành thân, lũng một lỗ ngay đây luôn ha cho cô chú anh chị, hai lỗ luôn, nó vậy đó, nhưng mà nó chai hết rồi ha. Rồi cây phát tài số 25 giá 1,000,000 nha cô chú anh chị, Khang bao ship tới nhà ha. Rồi tiếp theo là cặp, dạ tiếp theo là cặp khế gân mini. Để đo cái hoành nó thử một cây. 22 hoành một cây. Cây đẹp cây xấu, 22 đồng luôn cô chú anh chị. Rồi cặp khế gân này số 26 600.000 nha cô chú anh chị, nguyên cặp ha. Tắt luôn đi. Dạ cặp khế gân 26 là hết clip nha cô chú anh chị. Hết clip thì Khang cũng cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ Khang mấy clip vừa qua ha. Và clip mới này cũng mong cô chú anh chị ủng hộ Khang tiếp tục ha. Dạ số điện thoại của Khang là không, số điện thoại của Khang là 0373389198 nha cô chú anh chị. Có Zalo luôn ha. Dạ Khang chào cô chú anh chị ạ. Chào Phi ạ.